Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2013, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bọ đậu đen lại xuất hiện với số lượng lớn tại một số làng ở tỉnh Kon Tum, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Dịch sốt xuất huyết sẽ có diễn biến phức tạp nên các địa phương và người dân ở khu vực phía Nam cần chủ động hơn trong việc phòng chống. Hệ thống xử lý rác thải lạc hậu tại nhà máy xử lý rác thải Thủy Phương tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang khiến cho môi trường xung quanh bị phá hủy trầm trọng. Triều Tiên bất ngờ có đề xuất tiến hành đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại hội nghị G8 sắp tổ chức tại Bắc Ireland, các vấn đề về kinh tế sẽ được ưu tiên hơn môi trường do việc khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế được cho là quan trọng hơn vào lúc này. Do tác động của khối không khí lạnh suy yếu, các địa phương miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội ngày hôm nay duy trì trạng thái thời tiết có nắng nóng nhưng ít gay gắt. Tuy nhiên sang đến đầu tuần tới khi áp thấp nóng lấn át thì thời tiết miền Bắc sẽ chuyển dần sang trạng thái nắng nóng vào ban ngày và buổi tối có mưa rông rải rác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp nóng phía Tây đang tiếp tục phát triển nên ở phía Tây Bắc Bộ nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng trở lại với nền nhiệt độ phổ biến ở mức 34 đến 35 độ C, như ở Hà Nội sẽ ở mức 34 độ vào ngày mai. Đến giữa tuần khi mưa giảm hẳn, nắng nóng sẽ xuất hiện nhưng mức độ không quá gay gắt. Thời tiết nắng nóng cũng là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân ở miền Bắc phơi rơm rạ. Tuy nhiên, việc đốt rơm rạ ở khu vực ngoại thành sẽ lại gây ra hiện tượng khói bụi dày đặc trong khu vực nội thành. Cùng với trời nắng nóng, lặng gió sẽ càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt và khó chịu hơn. Do vậy, bà con cần hết sức hạn chế việc đốt rơm rạ và cần có biện pháp khác để thay thế. Các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng thêm của đới gió Tây Nam nên gây hiệu ứng phơn mạnh, cảm giác oi nóng bức hơn. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sang đầu tuần tới vào chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Vào khoảng 2 giờ sáng nay, siêu thị Co-op Biên Hòa nằm trên đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát từ khu mặt tiền của siêu thị là quán Z Cà Phê và tiệm bánh Paparotti. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng phát hiện cùng người dân trong khu vực sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Đến 3 giờ sáng thì đám cháy đã được dập tắt. Tuy nhiên lúc này thì mặt tiền của siêu thị đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ quán Z Cà Phê và nhiều đồ đạc trong tiệm bánh đã bị hư hỏng. Sáng nay thì hoạt động kinh doanh tại siêu thị Co-op vẫn diễn ra bình thường. Riêng khu vực bị cháy đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm điều tra nguyên nhân. Còn vào khoảng 3 giờ sáng nay, một ngôi nhà 3 tầng tại phường Bửu Hòa cũng thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra cháy lớn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã phải huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Vụ hoạn đã làm cháy rụi một phần căn nhà rộng 80m² và 2 chiếc xe máy. Trước đó, vào đêm ngày hôm qua, thì một ngôi nhà gỗ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra cháy lớn. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà và khiến hai trẻ nhỏ thương vong. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, cả gia đình ông Hà Cá gồm 9 người vẫn đang ngủ. Phát hiện có cháy, vợ chồng ông hốt hoảng đánh thức các con dậy để chạy thoát ra ngoài. Tuy nhiên lửa đã bùng lên dữ dội tại khu vực cửa ra vào. Hai vợ chồng chỉ kịp ôm đứa con út là Hà Cá Sa Lý, 1 tuổi, chạy ra sân cầu cứu mọi người. Lúc này bé Sa Lý đã bị bỏng nặng phải cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đức Trọng. Khi mọi người đã thoát hết ra ngoài mới phát hiện ra bé Hà Lý Hải 8 tuổi vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Khi ngôi nhà đã bị cháy rụi, thi thể em Hà Lý Hải được tìm thấy ở ngay phía cửa ra vào. Tại hiện trường, toàn bộ căn nhà gỗ có diện tích khoảng 40m² cùng đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo người nhà nạn nhân, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm trên có thể là do chập điện. Sáng nay, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho gia đình ông Hà Cá 10 triệu đồng để tổ chức mai táng. Báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, trong 5 tháng đầu năm nay, đã có tới gần 180 người thiệt mạng vì tai nạn lao động. Trong đó có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng như vụ sập giàn giáo tại công trình cầu Sông Chanh, tỉnh Hải Dương làm 3 người chết, sập giàn giáo ở nhà thờ Ngọc Lâm, tỉnh Thái Nguyên khiến 3 người chết và 61 người bị thương.
Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và số người thiệt mạng còn nhiều hơn do nhiều địa phương còn chưa thống kê và báo cáo đầy đủ. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động còn hạn chế. Phần lớn người lao động còn thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trước tình hình này, trong 6 tháng cuối năm, Bộ này sẽ đưa ra 7 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, như quy định lại việc khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng. Vào đêm qua, trên sông Tiền thuộc địa phận thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, một nông dân ở xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh đã đánh lưới bắt được một con cá tra dầu có khối lượng lớn. Đây là loại cá quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đã được đưa vào sách đỏ. Con cá tra dầu có chiều dài hơn 1,4m, đường kính hơn 80cm, cân nặng 63kg. Loài cá quý hiếm này đã được đưa vào sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Người bắt được con cá đã đưa ra chợ bán với giá từ 160 đến 200.000 đồng 1kg. Theo các ngư dân đánh cá trên sông Tiền thì cá tra dầu trước những năm 1975 có khá nhiều, nhưng hiện nay hầu như không thấy. Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có những con dài đến 3m, nặng từ 200 đến 300kg. Ngoài giá trị kinh tế thì cá tra dầu còn mang một ý nghĩa văn hóa, là một trong những biểu tượng của khu vực sông Mekong. Sau những cơn mưa dông thì hàng loạt hộ dân ở các làng Pleiko, Kemram, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum lại phải sống chung với loài bọ đậu đen như hàng chục năm nay. Điều đáng nói là số lượng bọ đậu đen ngày càng xuất hiện với số lượng lớn, gây đảo lộn cuộc sống của người dân, mà đến nay thì vẫn chưa có cách diệt trừ dứt điểm. Hơn một tháng qua, các hoạt động cộng đồng tại nhà rông làng Pleiko, xã Hòa Bình như hội họp, sinh hoạt văn hóa hay trải làng ngủ đêm để bảo vệ nhà rông buộc phải ngừng trệ do sự xuất hiện một số lượng lớn bọ đen tại nhà rông này. Tại một số nhà dân tại hai làng Pleiko và Kepram của xã Hòa Bình cũng bị bọ đen tấn công. Bọ đen xuất hiện với mật độ dày đặc ở khắp nơi, trong thức ăn, trong nước uống và cả trong giường ngủ. Nó khó chịu, mình nấu ăn không được nè. Rồi xong mình ngủ nó chui trong lỗ tai. Rồi hôi khó chịu nữa. Theo người dân, bọ đen không sinh trưởng tại chỗ mà di trú từ nơi khác đến. Nhưng nơi bọ đen xuất hiện nhiều, chủ yếu là nhà được làm bằng gỗ, lớp mái ngói như nhà sàn, nhà rông. Do loại bọ này biết bay và có bộ vỏ ngoài rất cứng nên rất khó tiêu diệt. Bà con ở đây đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau như rắc vôi, chế nước sôi, dùng đuốc để đốt và cả phun thuốc trừ sâu nhưng đều không hiệu quả. Điều này càng làm bà con nhân dân ở đây thêm lo lắng. Em chạy mua thuốc cà phê phun rồi quay lại 2-3 lần quay lại tiếp, phun tiếp rồi em chả biết làm thế nào cả, rồi em cũng chuyên nhà ở tạm nhà người khác. Đi cả một lệ hội nhờ một bọn mình nhà là lệ nhờ một nên lo tận nạp tạp đến nhà nhà nước phải giúp cho nạp loài là của đồng bào là nhờ phá khoe và nhà là nhà rộng nên thân nên đã rẻ thân đã. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng bọ đậu đen xuất hiện ở tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum đã khá nhiều năm. Và mỗi lần như thế thì đời sống của người dân ở đây bị đảo lộn. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc giải quyết căn cơ tình trạng bọ đậu đen xuất hiện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vẫn chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải quyết thấu đáo. Không hiểu tình trạng này sẽ kéo dài trong bao nhiêu năm nữa. Trong những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhi mắc và nhập viện do sốt xuất huyết tăng cao. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị nội trú tới 20 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó hơn 30% là bị sốc nặng. Theo các chuyên gia y tế, do khu vực Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, dịch sốt xuất huyết sẽ có diễn biến phức tạp, nên chính quyền các địa phương và người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh này. Bé Phan Hoàng Phúc, 4 tháng tuổi, ngụ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết đã chuyển sang sốt huyết não. Tuy nhiên, sau 3 ngày nhập viện, bé đã có biểu hiện lên cơn co giật, mê man và sốc nặng. Sau đó được chuyển viện lên khoa cấp cứu nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng viêm phổi, sốc nặng và phải thở áp lực qua mũi. Phú Quốc thì không có biết, ở ngoài Phú Quốc thì nó nói là bé bị sốt bình thường à. Rồi lên trên này mấy bé nó bị sốt xuất huyết não.
nhập viện bữa nay cũng được 8-9 ngày. Lúc đầu thì biểu hiện của cháu như thế nào? Thì cũng nóng sốt bình thường, không có gì hết trơn. Có bữa thứ tư này là nó giật luôn, tới giờ nó giật. Ở khu vực phía Nam, sốt xuất huyết hầu như hiện diện quanh năm, nhưng thường tăng cao vào mùa mưa. So với thời điểm những tháng trước, thì hiện nay lượng bệnh nhi nhiễm sốt xuất huyết tăng gấp đôi. Đáng chú ý là những ngày đầu tháng 6, có tới hơn 30% bệnh nhi, thậm chí có cả nhũ nhi nhập viện trong tình trạng bị sốc nặng do sốt xuất huyết. Trong cái nhóm nằm bệnh viện thì dĩ nhiên có đứa nặng đứa nhẹ, nhưng mà cái tỷ lệ nặng chiếm khá cao. Nếu mà so với lại những năm trước thì khoảng 12-15% thôi, thì năm nay là nó cũng phải là 20%. Cái số ca nặng, người dân nếu mà thấy trẻ mà thấy sốt mà trên 24 tiếng mà chưa tìm được nguyên nhân thì nên đưa tới cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và tư vấn như thế nào, xét nghiệm như thế nào để phát hiện ra được cái bệnh sốt xuất huyết, để được hướng dẫn chăm sóc theo dõi tại nhà sớm hơn. Ngoài ra, sốt xuất huyết còn có những triệu chứng và biểu hiện khác như có thêm xuất huyết ngoài da hoặc ở trong niêm mạc. Nếu xuất huyết trong các nội tạng trong vòng 1 đến 3 ngày đầu rất khó phát hiện. Từ ngày thứ tư trở đi mới có xuất huyết ngoài da. Đó là lý do khiến nhiều trẻ nhập viện muộn. Theo các chuyên gia về dịch tễ học thì nguyên nhân chính của sốt xuất huyết là do muỗi vằn Aedes aegypti truyền bệnh từ người bệnh sang người lành. Mặc áo dài tay, rồi có thể dùng những cái thuốc bôi chống muỗi để cho và cho đừng có cho trẻ nó đi chơi ở những cái góc tối, góc bẩn rồi đó này nọ đó, thì nó sẽ dễ bị muỗi chích nhiều hơn. Theo các chuyên gia y tế, thì dịch sốt xuất huyết chuẩn bị vào mùa cao điểm khi mùa mưa đang đến ở Nam Bộ. Để phòng tránh và hạn chế dịch bùng phát và lan rộng trong cộng đồng, người dân cần cảnh giác và thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, diệt loang quang và tránh bị muỗi đốt. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt xuất huyết, cần đưa tới cơ sở y tế để được chẩn đoán và chăm sóc kịp thời. Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với số vốn hơn 40 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính cấp thiết bởi hiện nay đảo Lý Sơn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do người dân đổ trực tiếp rác thải ra biển. Để tránh tác động xấu đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân trên đảo, địa điểm xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn được huyện Lý Sơn và Tổng cục Môi trường thống nhất quy hoạch với diện tích trên 2.500 m² tại khu vực rừng gò tiếp giáp giữa xã An Vĩnh và An Hải. Đây là khu vực rộng rãi cách xa khu dân cư nên ít có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với nguồn nước ngầm trên đảo. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn đang phối hợp với các xã vận động người dân bàn giao mặt bằng để sớm triển khai dự án. Chủ đầu tư là Tổng cục Môi trường cho biết sẽ tiến hành khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng nhà máy xử lý chất thải rắn vào cuối năm 2013. Dự kiến nhà máy này mỗi ngày xử lý được 30 đến 35 tấn rác thải sinh hoạt theo quy trình nung đốt, vừa tiết kiệm được diện tích vừa bảo vệ môi trường. Để bảo vệ nguồn nước trên sông Đồng Nai, nơi đang cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho gần 20 triệu dân sống trên lưu vực, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm triển khai di rời khu công nghiệp Biên Hòa 1 để giảm nguồn nước thải gây ô nhiễm cho dòng sông này. Theo kết quả quan trắc nguồn nước sông Đồng Nai thời gian qua của Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai, hàng loạt các thông số đều vượt quy chuẩn, trong đó nặng nhất là hàm lượng sắt, chất hữu cơ và vi khuẩn gây bệnh. Đáng chú ý như vi khuẩn E. coli, coliform đều vượt chuẩn quy định. Ngoài việc tiếp nhận nguồn nước thải sinh hoạt của hơn 800.000 dân của thành phố Biên Hòa, đoạn sông qua khu vực đô thị Biên Hòa còn là nơi chứa nguồn nước thải lớn từ khu công nghiệp Biên Hòa 1. Hiện nay, chính phủ cũng đã chấp nhận đề nghị của tỉnh Đồng Nai cho phép di rời khu công nghiệp Biên Hòa 1 đến khu vực mới để giảm thiểu nguồn thải gây ô nhiễm cho sông Đồng Nai. Khu công nghiệp này hiện có khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh. Sông Đồng Nai hiện là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sinh hoạt, sản xuất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Từ khoảng 10 năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng một khu vực của xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy để làm nơi bãi đổ và xử lý rác cho thành phố Huế. Theo một thống kê thì lượng chất thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bình quân vào khoảng 700 tấn một ngày, thì riêng bãi rác Thủy Phương đã tiếp nhận trên 200 tấn. Thế nhưng nhu cầu chôn lấp rác thải ngày càng lớn, trong khi hệ thống xử lý rác thải tại đây lạc hậu đã và đang khiến cho môi trường xung quanh bị phá hủy trầm trọng, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14.
rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, tất cả đều được chôn lấp một cách thô sơ như thế này. Gần 10 năm, bãi rác Thủy Phương hình thành. Cũng là chừng đó năm, người dân Thủy Phương sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Và tất cả các hộ dân thuộc thôn 7, xã Thủy Phương nằm trên trục đường dẫn vào bãi rác đều phải đóng cửa kín mít như thế này. Nhiều lúc đôi khi mùi gió này nó bay lên nó hôi, vậy ô nhiễm rất là nhiều. Ngày hay đóng cửa lại và đóng cửa phải đắp chăn để khỏi nghe mùi rác. Nằm cách nhà chị Ánh không xa, gia đình chị Liên cũng tường cao cửa kín. Ngày nào cũng như ngày nào, những đứa con chị chỉ luẩn quẩn chơi trong nhà mà không dám bước ra ngoài đường vì sợ bụi bẩn từ những chiếc xe chở rác chạy qua. Xe chạy ngang là cũng có gió vô hút, chứ bên sống đấy thì phải chiều chứ thì nó cũng lắm răng. Không chỉ có không khí bị ô nhiễm, nhiều năm nay người dân ở Thủy Phương phải dự trữ nước mưa để sử dụng vì nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm trầm trọng. Cái bãi rác này nó cũng tồn tại là cả mấy chục năm nay rồi. Và trước cái tình hình người dân phản ánh như thế, chúng tôi làm việc với công ty môi trường đô thị để xử lý cái mùi hôi bằng cách là tăng thêm cả cái chế phẩm vi sinh. Còn về cái nước rỉ rác thì chúng tôi đã tạo mọi điều kiện và cùng với công ty để hoàn thành một cái dự án xử lý nước rỉ rác, và hiện nay cái dự án này thì đang triển khai. Mỗi ngày, thành phố Huế thải ra tới khoảng 700 tấn rác thải. Riêng bãi rác Thủy Phương phải tiếp nhận tới trên 200 tấn. Rác thải thì ngày một tăng, và có lẽ hàng nghìn hộ dân tại Thủy Phương vẫn tiếp tục phải có những giải pháp tạm bợ cho qua ngày như thế này, cùng những mầm mống của bệnh tật trong người, nếu các cơ quan liên quan không có những giải pháp triệt để hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, ít nhất 4 người thiệt mạng sau một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Đại Liên, miền Bắc Trung Quốc. Triều Tiên bất ngờ có đề xuất tiến hành đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại hội nghị G8 sắp được tổ chức tại Bắc Ireland, các vấn đề kinh tế sẽ được ưu tiên hơn môi trường do việc khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế đang được coi là quan trọng hơn vào thời điểm này. Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Đại Liên, miền Bắc Trung Quốc vào ngày hôm qua, khiến ít nhất là 4 người thiệt mạng. Hiện số người bị thương trong vụ nổ trên vẫn chưa được xác định. Vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ 40 phút theo giờ địa phương và hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để giúp đỡ nạn nhân và khắc phục sự cố. Sự cố diễn ra không lâu sau vụ cháy xưởng giết mổ gia cầm khiến 120 người thiệt mạng ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ cháy nổ liên tiếp trong thời gian qua tại Trung Quốc được cho là do các quy định an toàn lao động không được tuân thủ nghiêm ngặt. Lối thoát hiểm trong các cơ sở lao động thường bị khóa để ngăn công nhân ra ngoài hoặc ngăn họ lấy trộm đồ trong giờ làm việc. Giới chức tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày hôm qua xác nhận tổng cộng 386 học sinh tại một trường trung học ở tỉnh này đã phải nhập viện với các triệu chứng giống như là ngộ độc thực phẩm. Sự việc xảy ra ở trường Maysan Intan thuộc quận Tung Pua, thành phố Maysan. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, vào khoảng 17h20 ngày 13 tháng 6, một số học sinh của trường có triệu chứng giống bị ngộ độc thực phẩm như nôn mửa, chóng mặt và sốt. Con số học sinh xuất hiện các triệu chứng này ngày càng tăng lên đến 386 em. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay 15 tháng 6, 231 em vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị. Rất may không có em nào trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ xác nhận các em bị tiêu chảy nhiễm trùng nhưng chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc trên đã một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Trong một diễn biến có liên quan, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa cho biết, nhiều cơ sở sản xuất trứng muối ở huyện Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây đã buộc phải đóng cửa sau khi bị phát hiện sử dụng đồng sunfat để làm trứng muối. Trong khi đồng sunfat thường có các nguyên tố độc hại như chì, canmin, kadmi và arsen, cấm không được sử dụng trong chế biến thực phẩm vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.
Chính phủ Anh vừa công bố trong nội dung hội nghị G8 sẽ được tổ chức vào hai ngày 17 và 18 tháng 6 tới tại Bắc Ireland, thì các vấn đề kinh tế sẽ được ưu tiên hơn vấn đề là môi trường. Theo các chuyên gia phân tích và người dân, thì nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do việc khắc phục tình trạng suy thoái kinh tế đang được coi là quan trọng hơn tại Anh vào thời điểm này. Trong 5 năm qua, nền kinh tế Anh đã phải trải qua hai giai đoạn suy thoái kinh tế, khiến một số người tin rằng sự tăng trưởng kinh tế vẫn quan trọng đối với đất nước hơn các vấn đề về môi trường. Tôi nghĩ rằng kinh tế và thương mại quan trọng hơn tại thời điểm này. Biến đổi khí hậu cũng rất quan trọng, tuy nhiên nó đi ngược lại với những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt, không chỉ ở nước Anh mà còn ở khắp nơi trên thế giới vào thời điểm này. Trong khi đó, nhiều người không ủng hộ về quyết định tránh các vấn đề về môi trường của chính phủ Anh trong hội nghị thượng đỉnh. Tôi nghĩ lý do nền kinh tế được thảo luận là bởi vì nó được coi là vấn đề quan trọng hơn. Nhưng môi trường quan trọng đối với tất cả mọi người, chúng ta sẽ không có một nền kinh tế nếu không có một môi trường. Năm 2008, Anh đã cùng các quốc gia G8 đặt ra mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải nhà kính vào năm 2050. Tuy nhiên, khi Đức, Pháp và các nước châu Âu khác bắt đầu sử dụng công nghệ sạch nhằm giảm lượng khí thải carbon, thì nước Anh lại né tránh các vấn đề về môi trường. Trong một động thái có liên quan, vào ngày hôm qua, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, khoảng 2.000 người đã đổ ra các đường phố tại thành phố Belfast ở Bắc Ireland để tham gia một cuộc biểu tình phản đối hội nghị thượng đỉnh G8. Theo cảnh sát Bắc Ireland, thì cuộc biểu tình do Liên hiệp các công đoàn thương mại Bắc Ireland khởi xướng với sự tham gia của các thành viên thuộc công đoàn thương mại, bảo vệ môi trường, xã hội và các nhóm tổ chức nhân quyền. Mục đích của cuộc biểu tình là nhằm gửi đi thông điệp phản đối chống chủ nghĩa tư bản cũng như chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo G8. Chính phủ Bắc Ireland đã buộc phải triển khai một lực lượng an ninh lớn, xe bọc thép và máy bay trực thăng để ngăn chặn biểu tình bùng phát thành bạo động. Vào tháng trước, một vụ lở đất đã làm hư hại một đường ống khiến khoảng 11.480 thùng dầu chảy xuống sông Coca, là một nhánh của sông Amazon ở Ecuador. Dầu sau đó đã làm ô nhiễm nguồn nước sông tại Coca, khu đô thị nằm ở hợp lưu của hai con sông là Coca và Napo với khoảng 80.000 người dân. Đến nay thì sự cố này đã nhanh chóng lan rộng, làm ảnh hưởng đến người dân địa phương cũng như các nước ở lưu vực sông Napo. Kể từ khi sự cố tràn dầu xảy ra, cuộc sống thường ngày của người dân thành phố Coca đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do toàn bộ nguồn nước uống ở đây đều đã bị ô nhiễm và không thể sử dụng được. Hiện người dân sống dọc theo bờ sông Napo vẫn phải phụ thuộc vào những chai nước và thực phẩm do chính phủ viện trợ. Chúng tôi không thể ăn cá ở đây, vì vậy chúng tôi phải mua gạo, mì và cá ngừ để thay thế. Chúng tôi không có nước để uống và cũng không thể tắm ở sông, mà phải tắm bằng lượng nước mưa tích trữ. Nước sông ở Napo cho đến tận bây giờ vẫn không thể sử dụng được. Công tác vệ sinh khu vực dầu tràn vẫn đang ở trong giai đoạn tập trung loại bỏ dầu trên cây cối mặt nước và bờ sông. Và không ai biết công việc này sẽ kéo dài đến bao giờ, trong khi dầu đang tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến các nước ở vùng hạ nguồn. Thiệt hại vẫn còn cao hơn nhiều so với ước tính ở thời điểm hiện tại, do dầu đang lan rộng. Hiện nay chúng tôi cũng không thể dự tính được sẽ mất bao nhiêu thời gian cho việc dọn sạch dầu. Đây không phải là sự cố tràn dầu đầu tiên ảnh hưởng đến sông Amazon, do khu vực này là nơi sản xuất dầu mỏ của Ecuador. Nhiều sự cố tương tự đã xảy ra ở đây kể từ năm 2006, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến thảm thực vật và nước sông Napo. Ngày hôm nay, Triều Tiên đã bất ngờ có đề xuất tiến hành đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hiện chính phủ Mỹ vẫn chưa có phản ứng trước đề xuất này. Tuy nhiên, Washington trước đó từng nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm tạo dựng lòng tin và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên được phát đi trên truyền hình quốc gia, phía Triều Tiên đã đề xuất đối thoại cấp cao với chính phủ Mỹ nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình và an ninh trong khu vực. Phía Mỹ có thể đề xuất thời gian và địa điểm đối thoại và hai bên có thể thảo luận rộng rãi các vấn đề, song sẽ không được kèm bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Đề xuất đối thoại với Mỹ được Triều Tiên đưa ra chỉ ít ngày sau khi kế hoạch đàm phán liên triều cấp chính phủ dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 6 tại Seoul bị hủy bỏ. Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc này vì đã thể hiện sự không tôn trọng đối với cuộc đàm phán, thay đổi thành phần đoàn đại biểu ngay trước khi cuộc gặp diễn ra. Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm qua, phía Triều Tiên đã tuyên bố quyết tâm xây dựng khả năng gian đe hạt nhân do phải đối mặt với những mối đe dọa chiến tranh từ phía Mỹ và chính sách đối đầu của Hàn Quốc.
xã luận đăng trên nhật báo Rodong Simun của Đảng Lao động Triều Tiên nêu rõ, các cuộc tập trận chiến tranh liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ thực hiện các hành động trấn áp giải tán người biểu tình tụ tập tại công viên Gezi ở thành phố Istanbul vào ngày hôm qua. Bước đi này được thực hiện chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Tayyip Erdogan ra tối hậu thư yêu cầu người biểu tình giải tán. Lực lượng cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng xe bọc thép vây kín quảng trường Taksim ở Istanbul, đồng thời ập vào công viên Gezi, sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình. Cuộc vây giáp khiến nhiều người đã bị thương và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần đó. Cảnh sát cũng bố trí hơn 100 xe ô tô đợi bên ngoài để áp giải những người bị bắt giữ. Văn phòng thị trường Istanbul cho biết, có 29 người bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại công viên Gezi tối 15 tháng 6. Song truyền thông địa phương đưa tin số người bị thương có thể nhiều hơn thế. Hành động của cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện chỉ ít giờ sau khi Thủ tướng Tayyip Erdogan cảnh báo lực lượng an ninh sẽ tiến hành quét sạch quảng trường Taksim, nơi trở thành tâm điểm của làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn 2 tuần qua. Các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ cho tới nay đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, các cuộc biểu tình này cũng khiến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại khoảng 40 triệu đô la Mỹ, đồng nội tệ mất giá và thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Tiếp sau đây là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Lập trường của Tổng thống Iran mới đắc cử Hassan Rouhani về nhiều vấn đề đã được cử tri hưởng ứng nhiệt liệt. Trong chiến dịch tranh cử, ông Rouhani đã đưa ra tuyên bố về nhiều vấn đề quan trọng thuộc các lĩnh vực hạt nhân, kinh tế và đặc biệt là về quan hệ với Mỹ. Ông nêu rõ, Mỹ là siêu cường quốc với tiềm lực kinh tế, quân sự và khoa học đứng đầu thế giới và Iran sẽ đảo ngược quan hệ thù địch thành quan hệ đối đầu trực tiếp nhưng vẫn có căng thẳng và trong giai đoạn tiếp theo sẽ dần dần giảm căng thẳng. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày hôm qua tuyên bố đã cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Syria, đóng cửa cơ quan ngoại giao của Syria tại Cairo và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao Ai Cập tại Damas về nước. Ông Morsi cũng kêu gọi các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Hezbollah của Liban, vốn ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, rời khỏi Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lập vùng khu vực cấm bay đối với Syria. Cảnh sát Colombia vừa cho biết họ đã giải cứu thành công hai du khách người Tây Ban Nha bị bắt cóc đòi tiền chuộc vào tháng trước là Maria Concepcion Malasca và Angel Fernandez Sanchez. Vụ giải cứu diễn ra tại một khu đất kề biển gần thành phố Maicao. Đến nay vẫn chưa rõ nhóm tội phạm nào đứng đằng sau vụ bắt cóc. Tuy nhiên, Colombia khẳng định không phải là nhóm FARC như tình nghi ban đầu. Các nhà khoa học Mỹ vừa cho biết nước ở đại dương nóng lên đang làm tan chảy băng từ đáy băng ở Nam Cực, chứ không phải trên đỉnh băng. Theo tác giả chính của nghiên cứu này, sự tan chảy băng từ bên dưới do tình trạng nóng lên ở các đại dương đã ở mức độ nhiều hơn và điều này làm thay đổi đánh giá của họ về sự tiến hóa của giải băng trong một miền khí hậu nóng. Ngoài ra, các thềm băng ở Nam Cực cũng bị giảm trọng lượng trung bình 1,325 nghìn tỷ tấn mỗi năm trong thời gian từ năm 2003 đến năm 2008 do băng tan chảy. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.